Chào các bạn, vừa qua phải tới vòng cuối cùng thì kỳ vương của năm 2020 mới chính thức lộ mặt. Một giải đấu quá sức hấp dẫn khi mà sự kịch tính đã được giữ tới phút chót, không thể nào nói trước được điều gì. Cái tên vương khuếch trước đó chưa ai quan tâm thì giờ đây khi nhìn lại những vật đấu anh trải qua ở bảng ớt tổ thật là muôn phần cảm xúc. Mời các bạn đến với vòng đấu giữa vương khuếch và chu quân ở một góc nhìn khác, giữa một kỳ vương và tay cờ giang hồ họ Chu. Trong trận này, vương là người cầm đò, phi tượng cục để dàn trận, còn Chu quân trung pháo ngay. Vương thấy vậy, binh ba tiến một trước, Chu nhảy chính ngựa, thì vương mã hai tiến ba. Sau khi Chu quân, binh sẽ để chốc pháo như lệ thường. Rất kỳ lạ, vương khuếch đã lựa chọn pháo tuần hà ngay. Và Chu quân chẳng thèm do dự, lấy pháo để xác lập thẳng vào giữa trung lộ, sĩ nảy dương, rồi tiếp tục binh năm tiến một. Nếu như chúng ta xem xét vận đấu này ở thời điểm còn chưa trao ngôi báu, chắc chắn đây là một màn tranh đoạt khá hấp dẫn giữa những kỳ thủ giang hồ. Rõ ràng bàn cờ đã được bày biện một cách rất kỳ lạ, vương khuếch cầm tiên nhưng bổ tượng, còn Chu quân lúc này, tại vì đánh giá được rằng họ vương kia cũng chẳng hơn mình là bao, cho nên tức tốc khởi hành trung pháo, ý chỉ rằng sẽ thừa sức đánh áp đảo ngay từ đầu. Và quả như dự liệu, vương khuếch dùng pháo tuần hà là một biến đi chưa xuất hiện trước đây, đặc biệt là trong những giải đấu cờ đỉnh cao. Còn Chu quân vốn đã ít nhiều quen với việc dàn trận kiểu giang hồ của họ vương, cho nên chẳng ngại ngần mà xác lập trung pháo chém thực lợi, đưa cuộc cờ bắt đầu bước vào những diễn biến kỳ lạ. Và thêm một điều nữa, sau khi đã nhẹ nhàng chém chết trung binh của đối phương, Chu quân tiếp tục ủi binh năm để hậu thuẫn phía sau, tại vì rằng những tường tới đây vương khuếch sẽ dùng mã 8 tiến 7 chốc pháo trung tâm, thì chỉ cần nhẹ nhàng giật về đầu chốt vừa mời đấu, và qua vài hiệp tự dưng lại đưa được một binh năm vượt sông, thế đại ưu đã mở ra trước mắt. Tiếp theo chỉ cần khởi hành trung pháo tiếp tục và đưa mã 7 tiến 5, thế tiến công từ đó mà rộng mở, tương lai cũng vì đó mà trở nên huy hoàng hơn. Nhưng trong thực chiến thì sao? Tay cờ họ vương đã chứng tỏ một nội công khá thâm hậu của mình, lập tức lấy binh ba tiến một, làm cho Chu quân đã phải ngỡ ngàng. Chẳng lẽ đối phương lại thay đổi diện mạo nhanh đến thế hay sao? Nếu như rằng binh bảy tiến một, chắc chắn pháo sẽ bình qua đánh bắt chủ lực, đối phó kiểu gì thì trung pháo này cũng phải mất mạng, và Chu quân từ đó mà rơi vào cảnh thảm hại. Cho nên không hề còn lựa chọn, bắt buộc rằng Chu quân phải tháo chạy trung pháo ngay, và lựa chọn tức thời của anh là pháo 5 đã bình bày. Việc này còn nhân tiện để chốc pháo đường 2, bắt buộc rằng vương khuếch phải tháo chạy, và lựa chọn rất khôn ngoan là đưa pháo nhập biên, đánh chủ lực. Mã lúc này phải thuận đường quăng lên phía trước để bọc lót, và chẳng còn gì có thể ngăn cản được. Vương khuếch lấy binh ba tiến một để chèn ép ngựa, và Chu quân mã 7 tiến 5, quyết tâm không thể nào buông tha cho đối phương, cũng như rằng chỉ cần lơi lỏng một nhịp, Chu quân chắc chắn sẽ thuận đường treo lên đầu tường, trận cờ từ đó mà vững chắc, chưa kể rằng sẽ tạo ra một sức liên hợp khá mạnh với đơn xe và pháo phía trên. Cho nên vương khuếch đã bình chốt để chốc ngựa. Nếu như rằng mã 5 tiến 3 thì sao? Thực ra cũng chỉ cần nhẹ nhàng binh 7 tiến 1 để chóc, bắt buộc dòng mã phải cảm tử, rồi lấy binh để tiêu diệt. Và trận cờ này, cho dù Chu quân xoay sở kiểu gì, thì vương khuếch vẫn có một tốc độ với hiệu suất gia quân cao hơn. Cho nên, lựa chọn trong thực chiến tới đây của Chu quân là mã lại giật về. Vốn đã rất quen thuộc với đường cờ giang hồ của mình, điều này cũng chẳng lấy làm lạ, tại vì rằng mã tiếp theo sẽ phi xuyên tâm, là một sức phòng thủ khá hiệu quả để ngăn cản việc binh lộ 4 này tự do để tiếp cận. Còn về phần của vương khuếch, vẫn án binh bất động ở phía cánh trái này, tức tốc điều xe để hậu thuẫn khi cần thiết. Chu quân mã 6 tiến 4, vương mã 8 lại quăng lên chính diện, và Chu quân lấy binh tiến 1 chốc pháo, pháo lại tháo chạy, rồi dâng pháo đánh chốt ngay, để cho vương khuếch buộc phải tiến một, rồi thuận theo đó mà bổ sĩ để phòng thủ tức thì. Mặc dù có một chút ít sơ sẩy để cho đối phương tự do để vượt binh, tiếp cận thành chỉ trong nháy mắt,
nhưng tài điều vận của Chu Quân cũng chẳng phải dạng vừa, vô cùng xảo trá, liên tục nhảy ngựa rồi dương sĩ ngay. Nếu như tiếp tục vương khuếch tiến binh theo lệ thường thì pháo đường hai chỉ cần giật về hai nước và xem như chốc từ, và kẻ được lợi chắc chắn là họ Chu kia. Tại vì đưa chốt vào vị trí này, vương khuếch đã phải trải qua một quá trình đầy gian ải, tốn rất nhiều nước đi, nhưng mới đứng trước cổng thành đã vội vàng cảm tử vào sĩ, thật sự là ngàn đời hối tiếc. Cho nên trong huỳnh cờ, vương đã lựa chọn binh biên tiến một để thông gấp xe. Lựa chọn của Chu Quân lại đầy dãy tính giang hồ, mã một lại thoái ba, thản nhiên lấy binh để tiến lên phía trước. Nhưng điều này cũng chẳng hề hấn gì cả, bỏ lại mà Chu Quân có thể mưu đoạt việc trước mắt. Chỉ cần mã ba tiến bốn, binh này đã không thể nào thoát nạn. Tại vì nếu như tiến lên phía trước, kiểu gì cũng phải cảm tử vào sĩ sau khi pháo hai lại rời hai. Nhưng cực kỳ bất ngờ, vương khuếch làm cho Chu Quân phải thực sự ngã ngửa bởi một đòn đánh rất cao là dùng pháo ba tiến lên phía trước. Vậy là chẳng những rằng việc bỏ chốt ở đường biên không thu về được gì, mà trong hình cờ này họ Chu đang tự nhận lấy một kết quả rất tai hại. Đi kiểu gì thì pháo của vương cũng chỉ cần chém ngựa và thừa cơ ủi binh để tiếp cận thành. Cho nên tức tốc họ Chu lệnh ba hồi trống đưa pháo giật về để tiện bề cố thủ. Và vương vẫn vậy, tỏ rõ một phong thái rất dũng lược, dùng pháo đắc ngựa, sĩ này phải theo, rồi đưa chốt tiến một, đột nhập cung cấm, phá vòng vây thành công. Tới đây chỉ cần tiến binh một, chắc chắn là trận địa của Chu sẽ vỡ tan tác ngay. Cho nên không hề còn lựa chọn khác, Chu Quân phải rời sĩ ngay. Vương khuếch lại đưa xe còn lại để tuần hà, triển khai rất đều và mau chóng lực lượng. Còn về phần của Chu, vẫn tỏ ra vô cùng vất vả để đối phó vẹn toàn với việc chốt đột nhập cung cấm từ bao giờ. Lựa chọn là đưa mã giật về nhờ sĩ để che chắn ngay. Âm mưu phía trước là rõ ràng, pháo hai chỉ cần thoái thủ một bức tử và tạo ra một lực phản kích khá bất ngờ vào đường 4 để đánh xe đối phương. Những việc này, Chu Quân cũng chẳng hề mất nhiều thời gian để có thể tính toán được vẹn toàn. Tại vì đã gặp vương khuếch một vài lần trước đây, nhưng công lực của vương cũng chẳng phải quá đáng sợ tới mức chỉ với một chút ưu thế trước mắt lại dễ dàng để chuyển hóa thành thắng cuộc ngay. Còn về phần của họ vương vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, lấy pháo để điều sát biên. Xem ra việc trước mắt, Chu hoàn toàn có thể lấy pháo giật về một, vừa đánh chốt. Nhưng thái độ của vương làm cho Chu đã thực sự nghi ngờ và bắt đầu suy tính kỹ càng hơn. Sau hai mắt kính dày cộm kia, họ vương đang còn toan tính những gì mà tỏ ra nguy hiểm tới vậy? Liệu rằng mình có thể nào lấy pháo hai thoái một hay không? Chu đã nghĩ như vậy, nhưng thực ra nếu như diễn theo biến này, Chu sẽ mất mạng ngay. Tại vì rằng để hóa giải việc, pháo sẽ quyết chốt đánh chủ lực. Chắc chắn là vương chỉ cần bình thản lấy chốt đóng vào sĩ, bắt buộc rằng sĩ này phải phòng thủ, rồi tiếp tục dâng xe để chốc pháo ngay. Tưởng chừng như là một nước cờ trẻ con, để pháo bày có thể giật về hai nước nhớ đơn ngựa tạo căn và tiếp tục một cuộc chiến dài lâu, thậm chí rằng có thể ung dung đưa về pháo gánh, cuộc cờ vẫn vô cùng toàn vẹn, đầy đủ sức bật, tha hồ mà dự liệu về tương lai. Nhưng tới đây sẽ xoay sở làm sao được nếu như vương khuếch lại điều xe vào đường hai, mời đấu đổi và bức tử nốt một chủ lực ở đường biên. Bắt buộc rằng nếu như xe lánh nạn thì đơn xe này mất, còn nếu như đổi ngang thì vẫn vậy, đỏ sẽ vật xe ở lộ một vừa chiếu trước, tượng phòng thủ, rồi mới bức tử đồng đẳng còn lại. Chắc chắn là Chu sẽ phải tay trắng để ra về. Còn trong hình cờ này, sau khi dùng xe tiến lên chốc pháo, tuyệt nhiên nếu như pháo tháo chạy, đơn ngựa này sẽ là một căn vững chãi để vương có thể thực hiện được đòn vừa rồi. Nhưng chẳng thể nào vì vậy mà có thể hóa giải đơn giản là dùng xe 8 tiến lên phía trước. Tại vì đò vẫn chỉ cần điều xe đường 3, vừa chốc tử, vừa vây bắt chủ lực, lúc đó Chu cũng phải bại thảm như thường. Bởi vậy, sau khi đánh giá tình hình một cách kỹ càng, Chu Quân bắt đầu thay đổi về thái độ, đã phần nào phải dè dặt hơn, lấy pháo 2 bình 1, có thể kích đấu chủ lực khi cần thiết.
Còn lựa chọn của Vương cũng rất khôn ngoan và đơn giản, lấy chốt bình 8. Nếu như pháo theo, đơn xe sẽ mất mạng, cho nên tìm đường để giải quyết trước chỉ có thể lấy C1 bình 2 vừa chốc chốt. Vương ngay lập tức đã ra tay, lấy pháo để tiêu diệt, tượng này phải theo, rồi tiếp tục tiến xe lộ 4 lên phía trước. Đánh tới phần này thì xem như kết quả đã phần nào rõ ràng về một lợi thế rất lớn của kẻ cầm đò được mang tên Vương Khuếch. Nhưng đây là một điểm thú vị, nếu như rằng Vương không lên ngôi ở giải đấu thì đây chắc chắn chẳng phải là một ván cờ quá đặc biệt. Nhưng tại vì sao từ khi mới dàn trận, Vương đã lựa chọn một loại hoàn toàn là giang hồ, đưa pháo tuần hà? Có phải điều này đã thể hiện một phong thái rất tự tin của Vương Khuếch dành cho Chu Quân kia? Tại vì sâu trong tiềm thức, anh gần như đã đánh giá được rằng Chu Quân là một kỳ thủ hoàn toàn giang hồ, sức cờ khá yếu mỏng, cho nên còn chẳng thèm dùng đến những trận thức chính quy thì cũng có thể kết liễu nhẹ nhàng, giết gà không cần đến dao mổ trâu. Có lẽ điều này cũng là một phần nguyên do, tại vì trong những ván ở sau, những lần đối trận cùng Triệu Hâm Hâm, Trịnh Duy Đồng, Trương Học Triều thì Vương Khuếch đã phải tỏ ra vô cùng cẩn trọng, chỉnh chu và lựa chọn một thế trận mạnh nhất của mình để dàn ra. Còn với những gì trước mắt, hình cờ đã trở nên tứ tung, nhưng Vương Khuếch đang là chiếm đại ưu. Với việc binh lộ 4 đã tiếp cận thành, chỉ cần một nước là có thể lập chiến công ngay. Một chốt áp sát cửu cung, sức mạnh tương đương với pháo ngựa, cần phải hiểu rất rõ điều này. Cho nên Chu Quân lại càng không thể lấy xe để tiêu diệt chốt ở cửa hà, hoàn toàn vô dụng, mất tượng lại khó mà phòng thủ hơn. Chốt tiếp theo sẽ đóng thẳng vào giữa đơn sĩ, rồi tiếp tục ủi xe và bức tử ngựa. Cho nên để phòng thủ, chỉ có thể giật xe về tuyến đáy trước. Nhưng lúc đó, Vương chỉ cần đưa xe chiếm trung, dùng xe vây bắt ngựa và tốc thắng ngay. Một trong những cách thức giải quyết lúc này, xe 8 tiến 2 để bảo kê. Nhưng đơn xe lại rào hoạt quay về đường 3, bức tử pháo, nhòm tượng tạo tuyệt cục. Lập tức Chu cũng phải buông cờ. Cho nên, sẽ phải là một lựa chọn khác. Mã 6 tiến 7 vừa đánh bắt chủ lực, xe lại đạp thẳng về chốt, tiếp tục để vê bắt ngay. Cần phải hiểu rõ, việc mã 7 tiến 6 để ngọa tàu vừa đánh bắt xe là không thể, tại vì chốt sẽ tiến 1, tướng phải xuất, rồi vỗ mặt và bức tử ngay. Cho nên sẽ buộc phải tìm cách khác, nhưng mọi cách thức xoay sở đều không hề đưa đến một kết quả tốt đẹp hơn. Mã 7 này tiến 8 thì xe chỉ cần bình qua, biết trước tuyệt cục mà khó đỡ, tượng 7 phải quăng cánh biên, còn nước còn tát, tướng chỉ cần xuất trình cũng tử để cuốn gói mà ra về. Cho nên tới như hình cờ này, lựa chọn tất yếu của Chu Quân là phải quay tượng về để tiện bề cố thủ hơn, để mặc sức chốt, may ra mới có thể dâng cao niềm hy vọng. Đây cũng là kẻ thù, nhưng mối ẩn họa trước mắt cận kề là đồng đẳng của nó đã đi sâu vào trận tuyến của mình, bắt buộc rằng phải ưu tiên để đối phó hơn. Còn Vương Khuếch đã làm gì? Lập tức điều xe để chốc pháo ngay. Pháo phải tháo chạy, rồi quay xe một lần nữa, pháo về đường cũ và đưa xe tiến 1, vừa bảo kê, vừa đe thẳng vào giữa trung lộ. Và cũng hoàn toàn ý thức được rằng nếu như binh 5 thuận đường để tiến lên phía trước, đối phương sẽ thừa sức đưa xe chiếm trung và gây ra một cuộc bão loạn theo biến đi vừa rồi. Cho nên lựa chọn tất yếu của họ Chu là dùng xe 8 tiến lên tuần hà để tạo căn tức thì. Vương Khuếch nhân vào cơ hội để đưa mã 7 đã tiến 5, triển khai đều, từ từ ngày càng chắc chắn và gia tăng áp lực. Còn về phía họ Chu cũng phải tìm cách mà giữ lấy thân. Xe 2 đã tiến 2, Vương Khuếch nhảy ngựa và Chu Quân tượng 7 quang biên. Ý chí tiếp theo sẽ phục nước quăng lên phía trước để tiện đường cấm càn. Tại vì rằng đơn ngựa đứng ở vị trí này tạm thời vẫn chưa tìm ra một lối để xuất động lập tức. Và câu hỏi này Chu Quân đã được đối phương giải đáp rất thỏa đáng, dùng mã để đạp chốt ngay. Tiếp theo chỉ cần nhảy ngựa chiếu và bức tử chủ lực, và Chu Quân xe 8 lại hồi về. Có lẽ rằng đòn đánh này đã được Chu Quân dự liệu từ trước, biểu hiện rõ ràng là một nước quăng tường biên hoàn toàn chẳng hề có ý nghĩa.
Tại vì rằng tới đây, việc kích đấu đã trở thành bắt buộc và áp lực từ đó mà được giải tỏa đi. E rằng muốn tiếp diễn để tốc chiến tốc thắng là không thể nào. Đưa về tàn cuộc, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Đây là chiến thuật của Chu quân hay chăng? Nhưng họ Chu kia chẳng thể nào biết được kẻ mà mình đang chạm mặt phải chính là kỳ vương thứ 21 của Trung Hoa Đại Lục. Cho nên đòn đánh này thực sự đã rất trẻ con. Vương Khuếch giáng một đòn chí tử, lấy chốt đột nhập thẳng vào sĩ trung tâm. Sau một hồi vò tai bứt tóc, Chu quân đã buộc phải cởi giáp để quy hàng. Tại vì rằng nếu như tướng Tấn lầu 2, chắc chắn đơn ngựa này sẽ mất mạng, thua thiệt quân cũng chẳng còn gì để tiếp tục. Cho nên sẽ phải là một lựa chọn khác, nhưng kết quả cũng chẳng cải thiện được là bao, thậm chí là thê thảm hơn nữa. Sau khi sĩ 4 tiến 5, thì thực ra chỉ cần dùng mã để tiêu diệt đơn ngựa này trước, chính là quân bảo vệ để mời đấu đồi. Sau khi sĩ theo, hay đơn xe này bình qua đi nữa, thì việc đơn xe này mất mạng đã chẳng cần bàn. Cho nên cả trong hai lựa chọn, hình cờ của Chu quân đều trông thấy thảm. Và đây cũng là lý do đủ thuyết phục để Chu đã phải ấm ức để nhận thua. Mặc dù trong vòng đấu này họ Chu đã thua rõ ràng, nhưng mãi tới khi kỳ đàn sướng tên Vương Khuếch thì họ Chu kia mới chính thức hiểu được lý do. Còn việc này nếu như càng bàn sâu thì Vương Khuếch lại là một ẩn số về nội lực rất khó để giải đáp. Còn ý kiến của các bạn thì sao? Cửa Tử Nam Mê sẽ sớm trở lại với phần tiếp theo.